đám cưới ít khách mời nhất VBIX của Cao Thiên Trang. Cô dâu được em trai dẫn vào lễ đường. Tôi xin tuyên bố Thiên Trang và đội diễn hai bạn chính thức là vợ chồng. Hãy hôn cô dâu đi ạ. Vừa khai tiệc đôi uyên ương đã quỵ tưng cũng lên 100%. Minh Tú xuất hiện rạng rỡ sau đêm tân hôn, nhắn gửi đàn em ngọt ngào. Mình mong chờ là sẽ được thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất về máy và một cái khoảnh khắc mà sẽ rất là ý nghĩa. 1, 2, tắt, vô! Trời ơi, bà Tú nè. Ủa, alo. Nhưng lại bút phút ông xã đi after party riêng. Tôi á là đi chơi after party riêng. 4:30 sáng bây giờ đến nhà. Chữ gì chạy? Đúng. Trời nhưng sống gia đình thật hạnh phúc. Yêu dâu. Chiều ngày 14 tháng 4, tiệc cưới của Cao Thiên Trang cùng ông xã doanh nhân đã diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở Bình Dương. Người đẹp chọn tổ chức ngày trọng đại bên cạnh người thân và bạn bè thân thiết với số lượng khách mời chỉ vỏn vẹn 80 người, trong đó có Minh Tú. Trong giờ phút quan trọng, cô dâu mới được em trai ruột dẫn vào lễ đường trao cho chú rể. Đôi uyên ương cùng gửi những lời thề nguyện trước người thân và bạn bè. Dù vừa tất bật với đám cưới của chính mình vào tối ngày 13 tháng 4, Minh Tú vẫn đến tham gia chung vui cùng với đàn em thân thiết. Chứng kiến ngày hạnh phúc của Cao Thiên Trang, Minh Tú chia sẻ trước đám đông, hôm nay được đến chung vui cùng người em của mình, Cao Thiên Trang. Tôi mong chờ được nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em ấy. Tôi và bạn bè ở đây cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Không gian tiệc cưới của Cao Thiên Trang và ông xã có tông màu tối giản và nhiều cây cối xung quanh đem đến cảm giác ấm áp, sang trọng. Lễ đường được bố trí ở trước hồ bơi cùng cổng hoa màu trắng xinh đẹp. Dù chỉ mới bắt đầu buổi tiệc, cô dâu đã cực sung cùng lên 100% với dàn khách mời. Về phía Cao Thiên Trang, vào ngày 13 tháng 4, cô đã xuất hiện tại tiệc cưới của Minh Tú. Tại đây, người đẹp đã dành thời gian chia sẻ với truyền thông. Cô cho biết đám cưới đang chỉ rất vui, bản thân không chỉ đến với tâm thế dự tiệc chúc mừng mà còn học hỏi cho ngày trọng đại. Điều này khiến khán giả không khỏi thích thú. Trên trang cá nhân, Cao Thiên Trang cũng thăng trời khi gần ngày cưới lại bị tăng cân. Chính vì thế, cô đã gặp đôi trước sự cố về trang phục, phải nhờ nhà thiết kế cân chỉnh lại cho vừa vặn vóc dáng. Sau khi khép lại giấc mơ chinh phục đấu trường nhan sắc với vị trí top 5 chung cuộc tại Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023, Cao Thiên Trang bất ngờ thông báo kết hôn cùng bạn trai không hoạt động trong giới giải trí. Được biết, chồng tương lai của Thiên Trang tên Đỗ Văn Tiến, hơn người đẹp 1 tuổi. Hôn lễ của Cao Thiên Trang tổ chức vào ngày 14 tháng 4 tại một khu nghỉ dưỡng ở Bình Dương. Cô đã gửi thiệp mời đến nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, chuyên gia trang điểm Đỗ Nam Trung, Hoa hậu Đặng Thu Thảo và dàn chân dài. Tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc đến những người đặc biệt thân thiết, đã gắn bó với tôi thời gian dài, cô nói. Cao Thiên Trang cho biết sau phần lễ, mọi người sẽ ăn uống, ca hát và tận hưởng buổi tối thăng hoa cùng cô dâu, chú rể. Vợ chồng tôi làm việc rất kỹ với bên tổ chức sự kiện, chăm chút không gian và thực đơn. Hai đứa đều mong ngày vui thật nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào khó quên, cô nói. Sau lễ cưới này, Cao Thiên Trang sẽ cùng chồng ra Bắc tổ chức tiệc hỷ bên nhà trai tại Hưng Yên. Gia đình chồng có dự định đãi cổ kiểu truyền thống, mời 500 khách. Trước đó, Cao Thiên Trang làm lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 1. Các người đẹp Bùi Thị Xuân Hạnh, Vũ Thúy Quỳnh, Ngô Bảo Ngọc và Cẩm Tiên đến mừng tráp giúp cô. Cao Thiên Trang nhận lời cầu hôn của bạn trai hôm mùng 7 tháng 1 sau khi kết thúc cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023 tại Đà Lạt và top 5 chung cuộc. Giai đoạn hẹn hò, cô khá kín tiếng, hầu như không chia sẻ thông tin về chồng cũng như mối quan hệ tình cảm. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.